nha. Cái gì vậy? Tao nói mày nghe. Tao nói mày nghe. Ông mở cửa thì ông làm nhân quan, thì tôi mở cửa rồi mà làm cái gì mà ùa vô làm cái gì đó. Thôi, tao không có làm gì hết á. Rồi. Tao lịch sử làm quan. Sao đến với tao? Rồi chúng ta nói chuyện. Nói với em sao? Rồi. Tao không nói với mày. Đến. Nói mày vậy vậy gì? Ông muốn nói sao mà chị làm quan ông làm cho ùa vô tao nói gì? Tao hỏi gì? Mày muốn tao kêu công an lại à? Thì kêu đi. Tao đâu có sợ tao với mày. Ủa mày là cái gì đó? Mày muốn coi tao cho mày coi. Tao nói vậy tao mà không lấy tao cái gì đó. Tao nói với mày như thế nào? Anh nói với em sao? Đúng là vợ con anh không? Dạ bà hỏi anh cũng nhắn tin em chứ hỏi chị ừ giấy tờ có không em cũng biết. Có dạ em sống chung. Anh nói với em như thế nào? Anh đã nhắn tin anh gửi những gì cho em coi. Anh gửi những gì cho em coi. Em đứng ra. Em đứng ra đi. Bây giờ này nè. Tao nói mày tao bắt gian là bắt tại phòng rồi nha. Mày sẽ dùng tay chân bây giờ chứ tôi biết chưa đủ. Bây giờ này, bây giờ em gái. Ăn cái gì? Về quen cái Zalo tao rằng hết á. Ra về cái TikTok. Đúng không? Mấy anh nói vậy, mấy anh không nói chuyện với em. Muốn ngồi ngồi xuống. Tao nói từ từ với mày mấy chú. Mày ngồi từ từ xuống cho nó ôi với mày mà từ từ vậy hả? Cái này thì em cũng biết gì. Nè. Em sao đây là người ta em phải sai được. Bây giờ nè. Anh nói cho em nghe. Trước khi em sống với vợ anh đã nhắn tin với em như thế nào? Biết, em chỉ hỏi việc gì ấy. Chỉ nhắn tin mà anh đã biết em, anh nói với em như thế nào? Anh nói em thế nào? Anh nói là vì danh dự của anh, gia đình của anh, yeah. Anh sẽ yên xui nếu em bỏ người này. Đúng không? Anh có nói như vậy không? Mùa tới giờ, ở tới giờ. Cái thằng này đi mày, tao đúng là thằng nào cũng trên mạng hết trơn á. Mày giấy tờ thường tao ở thì thường có không bây giờ. Tao hỏi mày. Mày giấy tao không có em tới tờ tới hôm nào không ký cái gì đâu. Mày đọc kết hôn cái đồng giấy kết hôn đâu ra. Không giấy kết hôn làm sao làm được cái xanh cho con. Ủa mày xanh đâu ra tao mũi cho con học giấy mày xanh đâu ra. Mày nghĩ mày xanh đâu ra. Tao hả mày. Bây giờ mày muốn đây mày la đó mày chưa nhục mặt mày chưa đã hả. Mày sao mày nhục mặt. Ủa mày đang sống chứ. Tao là cô chú tao. Mày cô chú tao bây giờ mày nói tao cái gì. Mày nghĩ cái gì. Thế này bây giờ này. Bây giờ anh nói cho anh nghe này. Bây giờ hiện nay người ta có vợ có chồng, có giấy hôn thú đàng hoàng. Em hiện nay em có hỏi người này, em có giấy hôn thú đàng hoàng. Đây đây, có đấy. Trước khi anh làm, trước khi anh ký không ký nó không quan trọng, nhưng mà tao có đứng giấy thôi mới lên mà trình báo cho anh em được. Có giấy đàng hoàng, kết hôn đàng hoàng. Em không biết, không có giấy tờ. Bây giờ không biết rằng em sống với người ta, mà chồng người ta đã gửi giấy kết hôn cho em rồi, nhưng em cố tình hiện nay em đang líu kéo, em đang nha, thì em đang líu kéo. Thế tại sao em chặn số người ta mà tại sao em sống lén nút đấy? Cái gì? Cái gì? Số này kia. Tại sao mày lấy chứng minh mày không? Đây cái gì đây? Đây có phải kết hôn không? Không phải kết hôn đâu. Đây có phải không? À vậy mà còn chào mồm nữa. Đây phải không? Phải không? Hả? Đây là cái gì? Ủa tao biết. Nhưng mà đây là cái gì? Ký không ký không có quan trọng. Không, tại sao người ta cấp đấy? Tại sao cơ quan chức năng người ta cấp cái đấy? Tại sao người ta cấp đấy? Bây giờ mình không nên giả miệng làm gì cả. Mình sai, mình nhận lỗi với chồng. Cái này cái gì?